Xin kính chào và mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 1. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm quân và dân xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sôi nổi hoạt động xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024 tại thành phố Hà Tiên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hungary trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary. Mang hương xuân ra đảo Tây Nam. Cảnh báo lừa đảo tuyển cộng tác viên online. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác thăm và chúc Tết các tầng lớp nhân dân tại các địa phương phía Nam, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ra thăm tặng quà, động viên quân và dân xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, xã đảo tiền tiêu xa nhất phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng tham gia đoàn công tác với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Cách đất liền hơn 200 km, đây là xã đảo biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển, tiền đồn trọng yếu, phòng thủ biển đảo phía Tây Nam và cũng là đảo thứ tư mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm trong gần một năm qua. Thổ Châu có gần 2.000 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, khai thác chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch và góp phần cùng các lực lượng trên đảo làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 Quân khu 9, tiền thân là đơn vị đảo Thổ Châu, quân chủng Hải quân. Với đặc thù là đơn vị đóng quân trên địa bàn biển đảo, những năm qua, Trung đoàn luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc quần đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây cũng là lực lượng nòng cốt giúp nhân dân xã đảo phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc cán bộ chiến sĩ Trung đoàn và nhân dân trên xã đảo Thổ Châu đón Tết Giáp Thìn an toàn, vui tươi, đạt nhiều thành tựu trong năm mới 2024. Chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng an ninh mà Trung đoàn đã đạt được trong năm vừa qua với sự hỗ trợ hiệp đồng chặt chẽ của nhân dân và các lực lượng của tỉnh Kiên Giang cũng như trên đảo Thổ Châu. Theo đó, đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng giữ vững vùng trời, vùng biển, vùng đảo Thổ Châu trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm chế độ trực, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và triển khai hiệu quả chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tiếp đó, nước và đoàn đã tới thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thổ Châu. Theo báo cáo của đơn vị, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thổ Châu đã quán triệt triển khai hiệu quả các công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Năm 2023, đơn vị đã làm tốt công tác chống buôn lậu, phát hiện và xử lý 9 vụ việc, phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ khởi tố 2 vụ án, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thổ Châu, ghi sổ vàng truyền thống của đơn vị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương thành tích mà đồn biên phòng Thổ Châu đã đạt được, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. Chủ tịch nước tin tưởng các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, luôn đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Còn trong chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến tham dự chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024 tại thành phố Hà Tiên do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức. Chương trình với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực giúp người dân có thêm điều kiện để đón Xuân Giáp Thìn 2024. Cụ thể như gian hàng không đồng trao tặng 200 phần quà cho người dân, mỗi suất 500.000 đồng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trao 30 con bò giống, 20 căn nhà mái ấm, trao 1.115 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Hoàn cảnh khó khăn là nhờ các chú biên phòng tặng quà và khám bệnh và cấp thuốc. Tôi rất cảm ơn. Biên phòng giúp cho được một con bò thì tôi cũng rất vui mừng. Tham dự chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến tặng quà cho bà con ở gian hàng không đồng, thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Năm 2023 là một năm mà đất nước của chúng ta đã vừa
vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách và đạt được nhiều kết quả rất là quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong thành công chung ấy có sự đóng góp rất là quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của bộ đội biên phòng nói riêng. Tôi rất là vui khi nghe báo cáo của đồng chí với tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm. Các đồng chí giữ cái vai trò là đơn vị chủ trì, chuyên trách, nòng cốt, phối hợp với các cơ quan và các lực lượng khác làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn đó là cái trật tự ở vùng biên, thúc đẩy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa bàn, tích cực tham gia vào công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh của khu vực. Đặc biệt là những ngày Tết đến xuân về, theo truyền thống tốt đẹp của bộ đội biên phòng nhiều năm qua, các đồng chí đã phối hợp rất là tốt với chính quyền địa phương để tổ chức chăm lo Tết cho người dân với tinh thần là xuân biên phòng, ấm lòng dân bản, và đó là chúng ta cũng đã nỗ lực thực hiện một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đó là không để ai không có Tết, không để ai bỏ lại phía sau. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2024 tại thành phố Hà Tiên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của những chiến sĩ mang quân hàm xanh với tinh thần tương thân tương ái, dành những tình cảm tốt đẹp và vật chất để động viên giúp đỡ kịp thời đồng bào còn gặp khó khăn ở khu vực biên giới có thêm điều kiện vui xuân. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary chiều ngày 19 tháng 1 giờ địa phương tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã cùng tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hungary. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang làm mới các động lực cũ là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư, và bổ sung các động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư với Việt Nam vì lợi ích của doanh nghiệp, vì sự phát triển của mỗi nước, vì quan hệ Việt Nam-Hungary và vì hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Hungary ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVPA. Thủ tướng Viktor Orbán cũng đề nghị các bộ ngành, cơ quan doanh nghiệp hai nước nghiên cứu mở các đường bay trực tiếp Việt Nam-Hungary để nối gần khoảng cách về địa lý giữa hai dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác đầu tư. Cũng chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Hành Chính Công Quốc gia Hungary. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề cập phân tích về những ấn tượng đối với đất nước con người Hungary, tình hình thế giới hiện nay, con đường mục tiêu và chính sách của Việt Nam, quan hệ đối tác toàn diện, tình hữu nghị Việt Nam-Hungary. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ ngành của Việt Nam và Hungary tạo điều kiện thúc đẩy thế hệ trẻ hai nước tiếp tục kết nối, nhân dân hai nước tiếp tục giao lưu, kế thừa thành quả truyền thống của những thế hệ đi trước và làm sâu sắc hơn, phong phú hơn để tình hữu nghị giữa hai nước, nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary luôn bền vững, ngày càng đơm hoa kết trái, giúp mọi nước phát triển hùng cường thịnh vượng, nhân dân hai nước ấm no, hạnh phúc. Chiều tối ngày 19 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã dự buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đã luôn đoàn kết, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp cho đất nước và quốc gia sở tại. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đã nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Hungary, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có việc dạy học tiếng Việt tại Hungary.
Bà con người Việt Nam tại Hungary bày tỏ vui mừng trước bước phát triển vượt bậc và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, cũng như quan hệ tốt đẹp và không ngừng được chung đắp giữa Việt Nam và Hungary. Đặc biệt, bà con bày tỏ xúc động trước sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Hungary. Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2024 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức tại thành phố Hà Tiên, sáng nay, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và cán bộ chiến sĩ đã dâng hương dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố Hà Tiên và Lăng Mạ Cửu. Đoàn đã đặt vòng hoa tại tượng đài Tổ quốc ghi công, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc và đến từng phần mộ để thắp hương các liệt sĩ, những người con của quê hương đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Các thành viên trong đoàn không chỉ tự hào mà còn được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, sức mạnh và ý chí, quyết tâm để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn kết thống nhất một lòng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn khu vực biên giới. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tuần vượt gần 300 hải lý, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đoàn đại biểu các tỉnh thành phố phía Nam, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí đã đến với đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là đảo thứ 5 khép lại chuyến hải trình ý nghĩa thăm, động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân các đảo vùng biển Tây Nam trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024. Cũng như các điểm đảo thuộc vùng biển Tây Nam, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các địa phương, đời sống sinh hoạt công tác của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Đốc ngày một nâng cao. Thấu hiểu với nỗi vất vả, ý chí kiên cường vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ và cư dân đảo, ngày đêm bám rừng, bám đảo, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp Tết năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam, các doanh nghiệp tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành thiết thực để cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo có thêm điều kiện vui xuân, nâng cao đời sống sinh hoạt công tác. Những tình cảm của các đồng chí dành cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo rất ân tình, rất ấm áp. Đảng như rất quan tâm các đồng chí địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp chung vào cái nguồn ngân sách nhà nước và chúng ta thêm vào đó là cái nguồn lực cho quốc phòng. Vì vậy mà hạ tầng cơ sở cho đơn vị trong những năm gần đây, và đặc biệt đến thời điểm này là khá hơn rất nhiều so với năm trước, cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thì đồng thời cũng đặt ra cái trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ những yêu cầu cao hơn, và cái quan trọng nhất thì chúng ta đến với địa phương nơi sâu xa này thì đều nhận được cái tình cảm đó và đều nhận được thấy cái sự đoàn kết gắn bó quân dân, gắn bó các lực lượng với nhau để cùng nhau thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ. Trân trọng những món quà mừng xuân mới đầy ý nghĩa, những tình cảm yêu thương, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và nhân dân từ đất liền, cán bộ chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa càng nêu cao ý chí, quyết tâm đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Đơn vị luôn được sự quan tâm và giúp đỡ của Bộ Tư lệnh vùng và các cơ quan chính quyền cũng như cơ quan bảo đài được quan tâm. Đó là luôn động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và góp phần giữ yên biển trời, biển đảo quê hương thêm lục lửa thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là một cái chuyến đi hết sức ý nghĩa, và đoàn đại biểu của tỉnh Vĩnh Long cũng bằng với tất cả tình cảm yêu thương gắn bó của đất liền đối với biển đảo đã mang những cái tình cảm, những cái sự gửi gắm của nhân dân tỉnh nhà đến với các chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân ở trên các đảo của Tây Nam của Tổ quốc. Thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi thấm tình quân dân đã giúp cho chúng tôi hiểu được cái thực tế cuộc sống, sinh hoạt, điều kiện
công tác, làm việc và hiểu được cái quyết tâm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các chiến sĩ, của các lực lượng trên đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Đây là điều mà chúng tôi hết sức xúc động. Không chỉ thế, thông qua những cái buổi gặp gỡ trao đổi này, các thành viên trong đoàn của chúng tôi ở những cái lĩnh vực công tác, những cái môi trường hoạt động khác nhau cũng đã có những cái tìm hiểu, những cái nghiên cứu và có những cái trao đổi để làm sao thời gian sắp tới đây sẽ tăng cường việc là kết nối giữa đất liền với biển đảo, mà đặc biệt là giữa Vĩnh Long với các đơn vị đóng trên địa bàn của vùng Nam Hải quân. Không chỉ trực tiếp thăm hỏi, động viên, mang xuân ra với cán bộ chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên các đảo thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đến các đảo tiền tiêu, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Chuyến hải trình ý nghĩa này còn lan tỏa tình yêu, trách nhiệm cùng giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuẩn bị cho chuyến hành trình Tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển đảo quê hương dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Tỉnh đoàn Vĩnh Long phát động chương trình Những cánh thư dược sống. Chương trình được phát động đến tất cả đoàn viên, sinh viên, học sinh đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trong tỉnh. Theo đó, từ nay đến ngày 28 tháng 2, các em đội viên, học sinh, sinh viên sẽ tham gia hưởng ứng chương trình bằng cách viết thư, làm thiệp chúc xuân nhằm thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các chiến sĩ tại Trung đoàn 152 Quân khu 9 thuộc xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thông qua chương trình Những cánh thư dược sống không chỉ tạo sân chơi bổ ích ý nghĩa cho thanh thiếu nhi có điều kiện phát huy năng khiếu trong những ngày chào đón xuân Giáp Thìn 2024, mà còn là dịp tuyên truyền giáo dục các em về tầm quan trọng của biển đảo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh thiếu nhi về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức công dân, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trải qua một năm nhiều biến động, thiếu hụt đơn hàng, sản xuất kinh doanh gặp khó, lợi nhuận giảm, nhưng nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long vẫn nỗ lực cùng các cấp công đoàn chăm lo cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, với phương châm đảm bảo tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, nhằm tạo động lực động viên người lao động vui xuân đón Tết và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, dù đơn hàng của các khách hàng truyền thống giảm nhiều so với những năm trước, nhưng công ty này vẫn cố gắng tìm kiếm thêm các khách hàng mới, duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm thu nhập ổn định cho trên 1.500 lao động. Tuy lợi nhuận có giảm, nhưng dịp Tết Giáp Thìn năm nay, công ty vẫn đảm bảo lương thưởng và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, để người lao động an tâm vui xuân đón Tết cùng gia đình. Trong thời gian qua công ty mình cũng gặp rất là khó khăn, nhưng mà ban giám đốc ở trên cũng chăm lo đời sống công nhân rất là tốt. Dù là thời gian qua bọn em không ít tăng ca thôi, nhưng mà bù lại bọn em sẽ có được những cái khoản thưởng của ngày 25 Tây và những cái phúc lợi của công ty dành cho. Rồi cái nhân dịp cuối năm này thì công ty cũng có liên quan ăn Tết niên, công đoàn thì cũng có thăm nôm, rồi tiền tàu xe, rồi phần quà Tết. Tuy tình hình kinh tế khó khăn, nhưng ban giám đốc vẫn đảm bảo cho người lao động về phúc lợi thưởng Tết cho người lao động. Năm nay chúng tôi vẫn tổ chức Tết niên cho toàn thể người lao động với tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng. Trong đó chúng tôi cũng có chuẩn bị các phần quà rút thăm cho người lao động như vàng, máy giặt, một số vật dụng gia đình. Về bình quân thưởng tháng 13 của người lao động, chúng tôi cũng cố gắng khoảng 1,8 triệu đồng cho người lao động. Đến thời điểm này, các tổ chức công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo chi trả lương kịp thời, thưởng Tết và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Dù khó khăn như thế nào chăng nữa thì chúng tôi vẫn xác định là cái người lao động rất quan trọng. Đấy, người ta là cái tài sản vô giá của doanh nghiệp. Vì thế cho nên là vẫn phải quan tâm. Đấy, thì vừa bằng cái nguồn của công đoàn, vừa bằng cái nguồn của công ty, đấy, sẽ chăm lo cho cái người lao động trong dịp Tết, cụ thể là ví dụ như là cái tiền lương, tiền thưởng,
thì chúng tôi vẫn có tiền thưởng, rồi cái lương tháng thưởng tháng 13 đấy, cho người lao động, rồi các cái danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua thì mình cũng có cái thưởng cho người lao động. Thế rồi thì tặng thưởng cho mỗi người cán bộ công nhân viên của toàn công ty là cái phần quà. Phần quà trị giá hiện vật ấy, thì nó cũng chỉ khoảng độ 400-500 nghìn thôi. Thế nhưng mà nó cũng là một cái mà để cho người lao động rất là phấn khởi khi ra về, xách cái bọc quà để vui với ngày Tết với gia đình. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo vật chất tinh thần cho người lao động dịp Tết, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Và dự kiến kinh phí hỗ trợ quà cho đoàn viên dịp Tết là hơn 5 tỷ đồng. Đa số các doanh nghiệp đều có dự kiến là sẽ thưởng lương tháng 13 cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là có thưởng ABC cũng như là thưởng Tết cho đoàn viên người lao động trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Liên đoàn lao động tỉnh thì có xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chăm lo nhiều nội dung. Thứ nhất là về cái chương trình Tết xung vầy xuân chia sẻ thì cũng sẽ được tổ chức trong các cấp công đoàn trong tỉnh với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Thì qua cái hoạt động này thì sẽ hỗ trợ cho đoàn viên là 7.900 sức và mỗi sức là 500.000 đồng. Thứ hai là cái chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 qua sàn giao dịch thương mại điện tử thì có 2.500 đoàn viên được nhận thẻ và mỗi thẻ là 300.000 đồng. Thứ ba là thì được sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước, dự kiến sẽ đến Vĩnh Long để thăm và tặng quà cho đoàn viên là 400 sức, mỗi sức quà gồm có một túi quà là 300.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Thì tổng kinh phí để mà chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán này với số tiền là 5 tỷ 220 triệu đồng. Tết Giáp Thìn 2024, việc chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động được các cấp công đoàn và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, là động lực giúp đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó mật thiết với tổ chức công đoàn, an tâm làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp. Thưa quý vị, gần đây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo với hình thức tuyển cộng tác viên online thông qua việc cho cộng tác viên đánh giá các địa điểm du lịch để nhận hoa hồng dựa trên lượt đánh giá. Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tiếp nhận một trường hợp công dân đến trình báo vụ việc có dấu hiệu lừa đảo. Và qua vụ việc sau đây giúp cảnh báo người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng để tránh bị lừa đảo. Giữa tháng 1 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận thông tin anh H ở thành phố Vĩnh Long đến trình báo khi tự nhận thấy mình có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh H cho biết, trước đó qua ứng dụng Telegram, anh tham gia làm cộng tác viên online trên mạng xã hội. Nhiệm vụ của anh là truy cập website tại địa chỉ vietravnl.com để đánh giá các địa điểm du lịch nhận hoa hồng dựa trên lượt đánh giá. Đối với một số điểm du lịch đang bị đánh giá thấp, website sẽ yêu cầu cộng tác viên nạp tiền để tích điểm đánh giá cho điểm du lịch đó, hứa hẹn sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Ban đầu đối tượng lừa đảo đã cho anh H làm thử và trả hoa hồng cao đúng như lời hứa. Tuy nhiên, trong những lần tiếp theo, đối tượng lừa đảo đã lần lượt dẫn dụ anh liên tục nhiều lần nạp tiền vào để được hưởng hoa hồng rất cao, rồi không cho rút cả gốc lẫn lãi. Do muốn lấy lại tiền đã chuyển nên anh H tiếp tục chuyển tiền vào. Tuy nhiên, website nhiều lần từ chối chuyển lại tiền với nhiều lý do như đổ lỗi cho anh H nhập thông tin sai, phải xác minh thông tin tài khoản, phải nộp tiền để đóng thuế thu nhập. Tổng số tiền anh H đã chuyển là hơn 1 tỷ 300 triệu đồng và bị mất trắng. Trước tiên mình phải trách bản thân mình trước, đó là mình cả tin, kết bạn qua mạng xã hội và thiếu cái tìm hiểu thông tin. Cái thứ hai là khi mà mình tham gia thì mình đã bị cuốn vào. Mình không có biết dừng lại đúng lúc. Chứ nếu mình biết dừng lại đúng lúc thì mình chỉ bị mất số tiền nhỏ thôi. Qua sự việc của tôi cũng mong là mọi người phải hết sức cảnh giác. Nhất là đối với những cái lời mời kết bạn lạ. Cái thứ hai là những cái trường hợp ví dụ như gợi ý cho mình cái cách kiếm tiền. Thì mình cũng phải hết sức là thận trọng.
Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng ngày càng tinh vi. Chúng không chỉ thực hiện hành vi một cách đơn thuần như trước đây, mà có sự tính toán, phân giai, phân nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, dẫn dụ người dùng mạng xã hội vào một kịch bản mà bọn chúng dàn dựng sẵn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại. Các đối tượng sẽ đánh vào nhiều cái tâm lý, cũng như thứ nhất là tạo cái lòng tin cho cái bị hại. Thì bị hại cảm thấy là mình với người này là một người bạn đồng hành, cùng thực hiện những cái nhiệm vụ để hưởng hoa hồng. Hay là mình đã tin tưởng là khi là các đối tượng đã cho mình thực hiện một hai lần với cái số lượng tiền nhỏ và lấy lại được cả tiền mà mình đã chuyển và cả tiền hoa hồng. Cái thứ hai đó là khi đã tạo được cái lòng tin rồi á, thì người bị hại sẽ rất là tin tưởng, lúc này là sẽ muốn làm thực hiện nhiều cái nhiệm vụ với cái số lượng tiền lớn để mình hưởng được cái số lượng tiền hoa hồng lớn hơn. Cái thứ ba nữa là khi mà đã bị lừa đảo cũng như là bị mất một cái số tiền lớn thì người bị hại lúc này với tâm lý đã bị thao túng và muốn lấy lại tiền, tất cả những khoản tiền mà mình đã chuyển. Thì cho nên lúc này là đối tượng cứ kêu là chuyển tiền vào cái mục đích gì mới lấy lại được, thì người bị hại cứ bất chấp mà chuyển tiền. Trước thực trạng nêu trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dùng không cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội, không làm theo hướng dẫn của người lạ, không truy cập vào đường link lạ, không chuyển tiền cho người mà mình không biết chính xác người đó là ai. Khi gặp tình huống nghi bị lừa đảo, cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Thưa quý vị, dù còn hơn 2 tuần lễ nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng vào thời điểm này trên nhiều tuyến phố ở thủ đô Hà Nội đã tràn ngập không khí của sắc xuân với rất nhiều loại hoa cây cảnh chơi Tết. Trong đó những cành hoa đào chi chít nụ luôn hấp dẫn nhiều người. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh hoa đào xuống phố khoe sắc đón Tết ở thủ đô Hà Nội. Và những cành đào xuống phố sớm khiến cho nhiều người không khỏi xao xuyến khi Tết sắp đến. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.